Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thái Nguyên, nằm bên bờ sông Cầu, là một trong những thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thành phố Thái Nguyên được thành lập vào năm 1962 và là một thành phố công nghiệp. Thành phố Thái Nguyên từng là thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc trong suốt thời kỳ tồn tại của khu tự trị này là 1956 tới năm 1965. Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên được cả nước biết đến là một trung tâm đào tạo nguồn lực rất lớn. Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019, thành phố Thái Nguyên đứng thứ 7 trong tổng số 18 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh về quy mô dân số. Về vị trí, thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Trung tâm vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ cách thủ đô Hà Nội 80 km, có vị trí địa lý phía đông giáp hai huyện Đồng Hỷ và Phú Bình, phía tây giáp huyện Đại Từ, phía nam giáp hai thành phố Sông Công và Phổ Yên, phía bắc giáp huyện Phú Lương. Thành phố Thái Nguyên có diện tích 222,93 km2, dân số năm 2017 là 362.921 người, mật độ dân số đạt 1.628 người trên km2. Thành phố Thái Nguyên mang những nét chung của khí hậu vùng Đông Bắc Việt Nam, thuộc miền khí hậu cận nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh giá, ít mưa, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Khí hậu của thành phố Thái Nguyên chia làm 4 mùa, xuân hạ thu đông, và nằm trong vùng ấm của tỉnh, có lượng mưa trung bình khá lớn. Về tài nguyên thiên nhiên, thành phố Thái Nguyên có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú. Tài nguyên đất, so với diện tích đất tự nhiên thì tổng diện tích đất phù sa không được bồi đắp hàng năm với độ trung tính ít chua là 3.125 ha, chiếm 17,65% so với tổng diện tích tự nhiên. Đất phù sa không được bồi lấp hàng năm chua có 100 ha, chiếm 0,75% tổng diện tích đất tự nhiên, được phân bố chủ yếu ở phường Phú Xá. Đất phù sa ít được bồi đắp hàng năm trung bình ít chua có 379 ha, chiếm 2% tổng diện tích đất tự nhiên. Về tài nguyên rừng, rừng ở Thái Nguyên chủ yếu là rừng nhân tạo và rừng trồng theo chương trình 327. Vùng chè Tân Cương cùng với các loại cây trồng của nhân dân như cây nhãn, vải, quýt, chanh. Cây lương thực chủ yếu là lúa nước, ngô, đậu, thích hợp và phát triển ở những vùng đất bằng trên các loại đất phù sa, đất mới phát triển, đất gây trung tính ít chua. Về tài nguyên khoáng sản, hai tuyến sông lớn chảy qua là sông Cầu và sông Công, do đó cung cấp cho thành phố một lượng cát, sỏi phục vụ xây dựng, đủ đáp ứng nhu cầu xây dựng của toàn thành phố. Thành phố nằm trong vùng sinh khoáng sản Đông Bắc Việt Nam, thuộc vành đai sinh khoáng sản Thái Bình Dương, mỏ than nội địa Khánh Hòa thuộc xã Phúc Hà có trữ lượng than rất lớn. Nguồn nước hai bên bờ sông của khu vực Đồng Bẩm, Túc Duyên có lượng nước ngầm phong phú. Về kinh tế, năm 2016, thành phố Thái Nguyên đạt các chỉ tiêu kinh tế như sau. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2016 đạt 15,5%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 15.130 tỷ đồng, tăng 18%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 15%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.202 tỷ đồng, tăng 5%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2016 đạt 6.300 tỷ đồng, vượt 1,6% so với kế hoạch. Thu ngân sách năm 2017 đạt 2.500 tỷ đồng. Tới năm 2018, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16%. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2018 đạt 3.008 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 34.000 tỷ đồng. Thành phố Thái Nguyên nằm trong vùng phát triển kinh tế năng động của tỉnh Thái Nguyên, bao gồm thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, là trung tâm công nghiệp lâu đời với trung tâm công nghiệp gang thép. Ngoài ra, thành phố còn nhiều tiềm năng lớn để phát triển du lịch với hồ núi Cốc, các di tích lịch sử, cách mạng. Thành phố Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ, công nhân có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao,
và đội ngũ sinh viên tốt nghiệp hàng năm từ các trường đại học, chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Về y tế, thành phố là trung tâm y tế của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ với nhiều bệnh viện lớn có trình độ chuyên môn cao như Bệnh viện công lập gồm có Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 1.300 giường là bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện A 850 giường là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Gang Thép 500 giường là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa trực thuộc Đại học Y Thái Nguyên. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nam phổi Thái Nguyên. Bệnh viện tư nhân gồm có Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thái Nguyên 300 giường, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1, Bệnh viện Đa khoa An Phú. Ngoài các trường thuộc Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên còn có nhiều trường đại học, cao đẳng thuộc các bộ ngành khác như Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Đại học Việt Bắc, Đại học Tư thục thuộc Bộ Giáo dục, Văn phòng đại diện Đại học FPT tại Thái Nguyên, Cao đẳng Cơ khí Luyện kim, Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Cao đẳng Kinh tế Tài chính, Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Cao đẳng Nghề số 1, Cao đẳng Nghề Cơ khí Luyện kim, Cao đẳng Nghề Công nghiệp Việt Bắc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức và các trường Trung học Chuyên nghiệp, Trung cấp Luật, Trung cấp Nghề Thái Nguyên, Trung cấp Nghề Nam Thái Nguyên, Trung cấp Nghề Tiến bộ, Trường Chính trị Đảng tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trường Trung cấp An ninh 3 của Công an. Ngoài ra còn có các trường phổ thông thuộc khối Công an, Quân đội, Trường Thiếu sinh quân, Trường Văn hóa 1 của Công an, Trường Cao đẳng Nghề số 1 Bộ Quốc phòng. Về giao thông, hiện chưa có thống kê đầy đủ về số lượng các đường, phố ở thành phố Thái Nguyên. Nhìn chung, hạ tầng giao thông đô thị của thành phố đã và đang được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ. Tuy nhiên, trong những năm trở lại gần đây, dân số thành phố Thái Nguyên không ngừng tăng nhanh. Thêm vào đó là mỗi năm, thành phố phải đón nhận một lượng người lớn nhập cư là sinh viên theo học các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, nên đã xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ tại một số điểm vào những giờ cao điểm như sau: ngã tư Đồng Quang, đường Hoàng Văn Thụ, đường Lâm Ngọc Quyến, khiến cho bức tranh giao thông đường phố trở nên xấu đi. Hệ thống giao thông liên vùng gồm có đường bộ. Thành phố đã xây dựng và đưa vào sử dụng bến xe khách trung tâm thành phố thay cho bến xe cũ đã quá tải. Đây cũng được xem là bến xe lớn nhất và đẹp nhất của khu vực phía Bắc. Với hệ thống quản lý giám sát xe ra vào hoàn toàn tự động bằng thẻ từ, bến xe cũ nằm ở trung tâm thành phố, hiện là trung tâm thương mại Vincom. Thành phố đang triển khai xây dựng bến xe phía Bắc đặt tại phường Tân Long và bến xe phía Nam tại phường Tích Lương. Về đường sắt, thành phố Thái Nguyên có hai hệ thống đường sắt chính: Hà Nội, Quan Triều và Lưu Xá Kép. Ngoài ra còn có tuyến Quan Triều, Núi Hồng chuyên dùng để chở khoáng sản. Hiện nay, mỗi ngày có 2 chuyến tàu xuất phát từ Thái Nguyên đi Hà Nội. Về đường sông, hệ thống đường sông Lội Thủy hiện không còn được sử dụng do các sông thường có mực nước lông, nhất vào mùa đông. Trong tương lai, tuyến sông cầu chảy qua thành phố sẽ được khai thác và phục vụ du lịch. Đường không, trong lịch sử thành phố có sân bay Đồng Bẩm là sân bay quân sự. Tuy nhiên, sân bay này hiện đang bỏ hoang và không được sử dụng. Về du lịch, thành phố Thái Nguyên là trung tâm du lịch của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Nơi đây có khu du lịch Hồ Núi Cốc nổi tiếng, làng nghề chè Tân Cương nổi tiếng, đền thờ Đội Cấn và 91 di tích lịch sử văn hóa khác, gồm có nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, khu du lịch Hồ Núi Cốc, chùa Phủ Liễn, đền Đội Cấn, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo tàng quân khu 1. Về đặc sản, xưa này nói đến trà Việt, người ta nghĩ ngay đến trà Thái Nguyên. Mặc dù diện tích trồng chè chỉ đứng thứ hai cả nước sau Lâm Đồng, nhưng Thái Nguyên nằm trong vùng chè lâu đời của Việt Nam, với sản phẩm chè có hương vị đặc trưng mà không nơi nào có được. Từ rất lâu, chè Thái Nguyên đã được tôn vinh là đệ nhất danh trà của đất nước. Chè Thái Nguyên ngon nhất là chè xanh Tân Cương, búp đều, nhỏ, hình móc câu, có vị cốm thơm,
Nước pha trà ngon nhất là nước suối đầu nguồn, nước sạch ở giữa lòng sông hoặc nước giếng trời. Đó là một số thông tin mình tìm hiểu được về tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.